Rồi em sẽ giới thiệu với anh một chút xíu ha. Thì đối với Google Sheet á, Google Sheet ở đấy thì mình đang làm việc theo cái cơ chế đó là cũng có form nhập. Ví dụ như em đang thiết kế ở đấy á, là cái project này là project của kinh doanh ở bên chỗ công ty Hàn Quốc. Đấy. Thì ở đấy người ta sẽ có cái project của admin. Đấy, và cái project của nhân viên. Nhân viên thì chỉ có một cái nhiệm vụ đó là gì? Đấy. Nhập và bấm nút ghi. Bấm một nút ghi. Dữ liệu sẽ được ghi vào trong cái data admin này. Đấy, nó sẽ ghi vào đây. Có nghĩa là ghi xong rồi thì nhân viên này sẽ không có quyền sửa nữa. Và ở đây nhân viên đó sẽ được xem những cái thông tin mà liên quan đến các cái dự án của mình. Đó gọi là tính chất phân quyền. Phân quyền ở trong Google Sheet. Đấy. Và ở đây anh sẽ xem ở đây mình có thể ra được một số cái mẫu báo cáo rất là linh hoạt. Đấy. Anh sẽ thấy là ở đây mình ra được những mẫu báo cáo khá là linh hoạt. Đấy, anh nào anh, đấy. Đấy, nha. Đấy. Báo cáo này, báo cáo rất là mẫu cũng khá là đẹp. Đấy, tuy nhiên mỗi một công ty thì đấy bọn em sẽ theo hình thức gọi là làm theo yêu cầu. Đấy, cho nên là mẫu báo cáo nó sẽ không nhất thiết là phải như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái độ linh động trong cái báo cáo từ tổng hợp cho đến chi tiết. Đấy, ví dụ như ở đây ví dụ như ở đây em sẽ cho anh xem cái phần mềm của cảng vụ 3 bên em đang làm ấy, anh xem một số cái mẫu báo cáo. Đấy, nó sẽ có báo cáo tổng này, rồi báo cáo từng chi nhánh được này. Đấy, dự án này thì em đang làm là 22 triệu. Đấy, thì ở đây tuy nhiên do báo cáo nó rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Đấy, thì anh sẽ thấy này, báo cáo tổng hợp tài chính này. Đấy. Mình xây dựng được ra rất là nhiều, tức là từ cái data ở đấy á. Cần vụ 3, đây, em quay trở lại nhé. Ở đây này, data nó sẽ được lưu trữ vào data tổng này. Đấy, tức là phần mềm sẽ tự động lưu vào trong cái data này. Đấy. Từ cái data này thì nó sẽ phát sinh ra cái báo cáo. Đấy. Thì đây vì em lấy cái báo cáo tổng này còn này, sổ thống kê phương tiện ấy, tức là không giống ngành nghề của anh, nhưng mà ý em là ở đấy là đấy, chúng ta sẽ xem ra được rất nhiều loại báo cáo khác nhau. Đấy. Và tất cả những báo cáo nó hoàn toàn tự động, mình có thể phân quyền ra được cho nhân viên khác xem loại báo cáo nào. Đấy. Anh sẽ thấy ví dụ như ở đây em có thể phân đấy, ví dụ xem của Đồng Nai đấy, thì Đồng Nai này. Đấy. Xem của Bình Dương đấy, Bình Dương có này đấy. Xem của Bến Tre này, thì Bến Tre gì không Đồng Nai này. Đấy. Nó xem khá là đấy. Thì đó là một số cái mẫu báo cáo mà mình sẽ nói chung mình xây dựng được khá là nhiều báo cáo, khá đơn giản, cực kỳ đơn giản, sau này mình tùy biến cực kỳ dễ. Đấy, Google Sheet là nó như thế. Mình làm việc đấy, em nhắc lại là ở đây này, nguyên tắc làm việc của thằng Google Sheet chuyên nghiệp á là mình sẽ có cái dữ liệu riêng, báo cáo riêng. Đấy. Và chúng ta sẽ xem được các loại báo cáo khác nhau. Đấy. Và sau này chúng ta có thể thêm bớt sửa soạn trong báo cáo rất là dễ. Đấy. Đây đó là về phần phần của Google Sheet thì em giới thiệu sơ qua để anh nắm. Đấy.